Lịch sử Champa, bài 9, Tháp Bà Nha Trang và lịch sử Chiêm Thành. Bác sĩ Trần Văn Ký nói đến Nha Trang, phố biển hiền hòa, miền Thùy Dương cát trắng, nằm cách Huế khoảng 624 cây số về phía nam và cách Sài Gòn khoảng 442 cây số về phía bắc. Không ai lại quên nhắc đến một thắng cảnh độc đáo và cũng là một thánh tích quan trọng, đó là Tháp Bà Nha Trang hay Tháp Bò Nà Gà. Tháp Bà hiển nhiên là một kiến trúc tôn giáo đặc thù của người Chàm hay Chăm. Hay Champa được họ gọi là Khmer. Người Chàm là cư dân bản địa xa xưa đã bị lịch sử oan khiên xóa nhà. Trước đà nam tiến của giống Việt càng ngày càng phát triển, Âu cũng là nạn nhân của luật đào thải, mạnh được yếu thua. Thế nhưng thói thường thì kẻ xâm chiếm lại quay ra tôn sùng những thần linh và tiếp thu dễ dãi văn hóa và tín ngưỡng của dân bị diệt vong. Nhiều nét của văn hóa Chàm từ ngôn ngữ, trang phục, ca dao, chuyện cổ, âm nhạc, ca vũ, v.v. đã thấm nhập êm ả vào đời sống của dân tộc Việt. Tháp Bà nằm ở phía bắc thành phố Nha Trang khoảng 4-5 cây số, trên một ngọn đồi cao, cách mặt bể độ chừng 50 thước, được gọi là núi Cù Lao, cạnh cửa sông lớn đổ ra biển Đông. Con sông này vốn mang khá nhiều tên theo thời gian là sông Cái, sông Ngọc Hội và cuối cùng là sông Nha Trang. Nha Trang mà thành phố biển này mang tên có, nguồn gốc từ tiếng Chàm Es Gian hay Gian mà ra, Ea hay Ezia hay ra, có nghĩa là nước là sông. Còn Chan, là lau sậy, vì hai bên bờ sông toàn là lau sậy. Có lẽ dân ta về sau biến chữ Chan thành chàng như chàng bom, chàng bàng v.v. Chăng. Như thế E Ất Gian hay Nha Trang có nghĩa là con sông sậy, thuộc vùng Tha Gia của Chiêm Thành, mà tổ tiên ta tiếp thu vào năm 1653. Một điều đáng ghi nhận là, hiện nay đồng bào Thượng Ha Ré hay Ede vùng Ban Mê Thuột vẫn dùng nhiều từ ngữ gốc Chàm, và vẫn gọi nước hay sông là Ea. Như thế cho thấy sự liên hệ của họ với người Chàm xưa cũng gần gũi lắm. Dưới chân núi Cù Lao về phía đông, cạnh quốc lộ số 1, vốn là bến xe ngựa ở thời Pháp thuộc cho đến thời đệ nhất Cộng Hòa. Về sau theo sự tăng tiến kỹ thuật trong đời sống, xe ngựa được thay thế bằng xe lam rồi xe buýt rì nào. Bên kia quốc lộ là xóm bóng hay xóm trài, vì xóm này nguyên được lập nên bởi những người chuyên làm nghề đông bóng. Ở Tháp Bà, tiếng Chàm gọi là Pát Giao. Và về sau ngư phủ người Việt tập trung sinh sống quanh đấy, càng ngày càng đông. Vào thời cao điểm của cuộc chiến, vào khoảng năm 1969, công binh quân đội Đại Hàn làm một xa lộ mang tên là Cải Lộ Tuyến hay xa lộ Đại Hàn đi tắt từ phía bắc đèo dù gì đến thành, và từ đó các chuyến vận tải xuyên Việt không còn phải chạy cạnh chân Tháp Bà, qua cầu Xóm Bóng, cầu Hà Gia để vào thành phố như trước. Trong những năm cuối của thời Pháp thuộc, vùng phía bắc của Tháp Bà, như Đồng Đế, Ba Làng v.v., vẫn còn hoang vu lắm. Việc đi thăm hay cắm trại ở Hòn Trông, Bãi Dương là những dịp hạn hữu, còn việc lễ bái ở Tháp thì chỉ náo nhất là vào dịp Tết âm lịch. Lý do dễ hiểu là thời ấy thành phố Nha Trang còn bé và việc đi lại còn lắm khó khăn, và chẳng ai có nhu cầu gì để phải đi xa như thế. Có lẽ nguồn giải trí lành mạnh của dân Nha Thành vừa tiện lợi và ít tốn kém, vẫn là bãi biển cát trắng và nước biển trong xanh bên cạnh. Toàn bộ Tháp Bà được xây dựng khoảng từ đầu thế kỷ thứ 8. Thời mà dân Việt vẫn còn bị tàu đô hộ, dựa vào niên đại những bia ký dựng ở tháp và tiếp tục được phát triển và trùng tu cho đến thế kỷ thứ 13. Thế kỷ thứ 8 cũng là thời kỳ vua Chàm ở phía bắc là Vizanta và Màn Hai thôn tính vùng Tha Gia, Khánh Hòa của các tiểu vương Chàm ở phía nam, nhưng vẫn chưa tiến chiếm hết vùng Ban Du Gia Nga, Ninh và Bình Thuận. Mặt tiền của các tháp đều hướng ra biển Đông. Tổng thể kiến trúc gồm 3 tầng, đi từ dưới lên trên. Tầng thấp ngang mặt đất bằng là ngôi tháp cổng mà nay không còn nữa. Từ đây có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa, nơi đây hiện chỉ còn 2 dãy cột chính bằng gạch hình bát giác, mỗi bên 5 cột có đường kính hơn 1 thước và cao hơn 3 thước. Ở hai bên các dãy cột lớn, có 14 cột nhỏ và thấp hơn, và tất cả lại nằm trên một nền bằng gạch cao hơn 1 thước. Dựa vào cấu trúc này, người ta cho rằng đây vốn là một tòa nhà rộng lớn có mái ngói, là nơi để khách hành hương nghỉ giải lao và sắm sửa lễ vật trước khi lên dâng cúng ở các điện bên trên. Từ tầng giữa này, lại có một dãy bậc thang bằng gạch dốc hơn dẫn lên tầng trên cùng, cũng là nơi các tháp được xây dựng, ngay trước mặt ngôi tháp chính. Những bậc thang này từ lâu đã không hề được sử dụng. Bậc thang bằng đá ong mà ta thấy hiện nay ở phía nam Tháp Bà rộng lớn hơn được xây vào thập niên 60, do nhu cầu du lịch gia tăng. Ở tầng trên, có 2 dãy tháp được bao quanh bởi 4 bức tường đá, mà nay chỉ còn lưu lại tường phía tây và nam mà thôi. Dãy tháp phía trước chỉ có 3 ngôi, và dãy phía sau vốn có dấu vết của 3 ngôi tháp khác, thế nhưng nay chỉ còn 1. Tháp thờ chính khá lớn và cao khoảng 23 thước, là Tháp Bò Nà Gà,
mà ta hay gọi là tháp Bà. Nguyên thủy chính là tháp thờ thần Parvati, vợ của Shiva hay Shiva. Trên đỉnh tháp có tượng thần Shiva cưỡi thần ngưu Nanjing và các tượng linh vật như chim thiên nga, dê, voi v.v. Mặt ngoài tường tháp lại được trang trí bởi những hình điêu khắc vào đá như những vũ công, kẻ treo thuyền, kẻ xay gạo hay kẻ đi săn với cung và tên. Cửa chính ở phía đông dẫn vào một tiền sảnh, ở hai bên cửa có hai trụ đá được khắc truyền ký, đỡ một phiến đá hình thuận có khắc hình nữ thần Durga đang múa rửa hai nhạc công. Bên trong tháp thì âm u và mát lạnh. Cuối tháp có một bệ thờ bằng đá, bên dưới tượng bà Po Naga với 10 cánh tay, hai bàn tay dưới đặt trên hai đầu gối, các bàn tay khác thì cầm những vê ớ tê dụng như đoàn kiếm, mũi tên, chùy và cây lao, ở bên phải và chuông, đĩa, cung và tù và ở bên trái. Từ Giang Po Inunaga đến Thiên Iana, trên các bia ký lưu lại ở tháp, nếu ghi bằng chữ phạn cổ thì tên của bà là Hagavati Thajevati, và ghi bằng chữ chàm thì gọi đầy đủ là Giang Po Một Nunaga. Theo đó thì Giang là thần, Po là tôn kính, là ngài, Inu là mẫu, là mẹ, và Naga, xứ sở, đất nước. Người Thượng Tây Nguyên vẫn còn duy trì những lễ cúng Giang mà ta hay gọi là cúng ông Giàng, có nghĩa là thần đất, thần rừng, rất công phu tốn kém hàng năm, nói gọn lại là đức thần mẹ đất nước. Như thế bà được tôn thờ vừa là thổ mẫu, vừa là nông thần vì đã dạy dân biết cách trồng trọt và làm ruộng. Tượng thờ của thần Po Naga thực ra cứ bị quân xâm lăng tàn phá hoặc đánh cắp mãi. Bia đá ở tháp bà còn ghi năm 918 vua Indravarman II dựng pho tượng Hagavati, tức Po Naga bằng vàng. Pho tượng này về sau bị người chân lạc, Khmer xâm lăng cướp đi vào năm 950 và đã được thay thế bằng tượng bằng đá. Năm 1203, tháp Po Naga lại bị quân chân lạc chiếm đóng tàn phá lần nữa. Và 7 năm sau, vua Pajamevajavaman II mới giải phóng được Chiêm Thành, cho trùng tu lại. Nhưng rồi loạn lạc vẫn tiếp diễn liên miên, cho đến gần đây pho tượng bà vốn được tạc từ gỗ trầm hương, lại bị người Pháp cướp đi vào năm 1946. Về sau được dân địa phương thay thế bằng một tượng khác mang màu sắc Việt, còn được gọi là Thánh Mẫu Thiên Iana. Những tháp thờ khác, bên cạnh tháp chính về phía nam khoảng 20 thước, là một ngôi tháp khác bé và ít trang trí điêu khắc hơn. Cao chừng 12 thước, có lẽ là tháp thờ thần Shiva. Cách ngôi này cũng về hướng nam, là một tháp còn nhỏ hơn ngôi thứ hai. Bên trong tháp không có bệ thờ, mà chỉ có một linga, thạch trụ, và đây là tháp thờ thần Ganesha, thân người đầu voi, con của Shiva. Nhiều tác giả cho rằng linga là linh tượng có hình thù dương vật tượng trưng cho Shiva, dựa theo sự diễn dịch của Tây phương hơi thiên về tình dục. Điều này là một sự ngộ nhận đáng tiếc. Thực ra linga tiêu biểu là một trụ đá thấp, có ba phần khác nhau tượng trưng cho ba linh thể, phần dưới là hình vuông tượng trưng cho Brahma, phần giữa hình bát giác tượng trưng cho Vishnu, và phần trên cùng hình tròn tượng trưng cho Durga, hay còn gọi là Shiva, vì thế ta nên gọi là linh thạch trụ, thì thích hợp hơn. Ở dãy tháp phía sau có một ngôi tháp tương đối ít hư hại nhất, ở mạn Bắc, với mái dài hình yên ngựa. Kiểu mái này chỉ thấy bắt đầu ở những tháp vùng Đồ Bàn, Vijaya, Bình Định ngày nay, sau khi kinh đô được rời xuống từ Mỹ Sơn, Cha Kiệu ở thế kỷ thứ 11. Ở tường lại có những hình điêu khắc như thần điểu Garuda, sư tử, các tiên nữ Apsara, xà thần Naga. Chính dưới nền của tháp này trong khi tu sửa đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp đã khám phá và cũa mất một kho tàng được cất giấu gồm những vật cúng dường bằng vàng và bạc. Huyền thoại Việt về Po Naga, có khá nhiều huyền thoại về nữ thần Po Naga tùy theo ảnh hưởng cương thịnh từng thời. Khi tháp bà rơi vào thay người Việt và biến thành Thiên Y Thánh Mẫu thì vào năm 1856, Phan Thanh Giản cho khắc một truyền thuyết đầy màu sắc Việt lên bia đá được dựng ở tháp, và toàn văn bài bia tháp cổ Thiên Y đã được chép lại vào sách Đại Nam Nhất Thống Chí. Theo đó xin được tóm tắt đại khái như sau. Xưa trong vùng Đại Điền, có hai vợ chồng già trồng dưa hấu sinh sống. Khi dưa chín thì về đêm cứ bị phá trộm. Ông lão rình và thấy một cô gái mới lớn dùng dưa để đùa giỡn dưới trăng. Ông lão vặn hỏi thì biết là trẻ mồ côi, bèn đem về làm con nuôi, và hai vợ chồng rất thương yêu cô gái. Một ngày mưa lụt lớn, nhớ trốn cũ ở Tam Thần Sơn, cô nhập vào một khúc gỗ kỳ nam đang trôi về phương Bắc. Dân phương Bắc thấy gỗ thơm trôi giặt đua nhau gắng sức kéo về nhưng không nổi. Thái tử đang ở tuổi 20, con của vua cai trị nghe tin liền tiến đến bãi biển, và lạ thay một mình khuân được gỗ về cung. Từ đấy thường vỗ về cây kỳ nam, và bồi hồi ngẩn ngơ. Bỗng một đêm thấy có bóng một cô gái diễm kiều hiện ra, thái tử vội nắm tay giữ lại gặng hỏi và biết được sự tích. Thái tử tâu rõ mọi chuyện với vua cha, và được vua cho kết hôn. Hai vợ chồng sinh được hai đứa con,
trai tên là Chí và gái là Quý. Một thời gian sau lại nhờ trốn cũ ở phương Nam, vợ thái tử dắt hai con nhập vào gồ Kỳ Nam, trôi về cửa Cù Huân, rồi lần về núi Đại Điền. Nhưng ông bà lão chồng dừa đã qua đời, bà liền lập đền thờ. Từ đó bà dạy dân trong vùng biết cách trồng lúa. Về sau bà còn cho đục đá ở núi Cù Lao, tạc tượng bà, rồi dừa ban ngày bà thăng thiên biến mất. Thái tử mãi sau cho người kéo thuyền đi tìm vợ, nhưng bọn người này khi đến cửa Cù Huân, lại hiếp đáp dân lành và khinh miệt linh tượng, nên chợt có một trận cuồng phong nổi lên đánh úp thuyền biến thành một tảng đá to. Từ đó dân làng thấy bà hiển linh thường cưỡi voi trắng đi dạo trên đỉnh núi, với tiếng sấm vang động, có khi bà cưỡi tấm lụa bay giữa không trung, hay cưỡi cá sấu trong vùng Giào Yến, núi Cù. Dân trong vùng bèn xây tháp thờ trên núi Cù Lao, cầu khấn việc gì cũng linh ứng. Tháp giữa thờ Chúa Tiên, tức thần Thiên Y, tháp bên trái thờ vợ chồng lão chồng dưa, bên phải thờ thái tử, phía sau lập đền nhỏ thờ hai người ơi con. Người chàm tôn bà là Anna Diễn Bà Chúa Ngọc Thánh Phi, triều Nguyễn Phong tặng hồng nhân phổ tế linh ứng thượng đằng thần, và cử ba người dân làng Cù Lao làm tứ phu. Câu chuyện trên của cụ Phan Cốt để giải thích một cách thi vị các nhân vật được thờ ở tháp bà, và nó cũng tương tự như truyền thuyết nàng Mư Dư của người Chàm, hiện đang được truyền tụng ở vùng Ninh Thuận và Bình Thuận. Khi ảnh hưởng Hồi giáo phát triển vào các thế kỷ 14 và 15 thì các huyền thoại về Thái Mẫu lại biến đổi theo màu sắc mút sơ lem với tên là Đại Nữ Thần Mơ Mai Sa Hai Ca Rồng. Các bia ký lịch sử, khu tháp bà còn lưu lại nhiều bia ký, cổ nhất của người Chàm. Bè Gai Nè, một nhà khảo cứu người Pháp, đã liệt kê các bia ký theo thời gian như sau. Nhóm A, trên bia đá hình lục giác, do vua Savarman dựng năm 781 ghi chuyện tháp bị giặc biển đốt phá năm 774, việc xây dựng tượng thần Sisati Amokhalinga vào năm 784. Nhóm B, do vua Vijayanta Varman III ghi lại công lao xây dựng của các tiên vương. Hai nhóm C và D, do vua Vijayanta Varman II ghi các lễ vật dâng cùng chư thần. Nhóm E ghi việc vua Indravarman II dựng pho tượng Hagavati, tức Ponaga bằng vàng vào năm 918. Thực ra chữ Hagavati chỉ là tiếng xưng tôn kính, chứ chẳng phải là tên thần, mà tác giả Ngô Văn Doanh ở trong nước hiểu nhầm. Pho tượng này về sau bị người Khmer xâm lăng cướp đi, và đã được thay thế bằng tượng bằng đá vào năm 965. Bia đá ở hai bên cửa của tháp chính ghi việc cúng ruộng và dân công nô lệ cho nữ thần. Bia ở phía nam của tháp chính ghi việc vua Jai Ahazivaman I ca tụng thần Jang Ponaga vào năm 1178. Bia ở phía bắc tháp chính ghi việc dựng đền thờ thần Hagavati Madzilivaja vào năm 1256. Ngoài ra còn bia đá dựng năm 1050 của vua Pajamevaja Varman I ghi việc tái lập tượng bà, việc dâng cúng ruộng đất và nô lệ đủ sắc tộc, người Kampa, Chàm, Vi, Khmer, Lov, Tàu, Ukan, Mã, Xiêm v.v. Bia của vua Juja Varman III, chế Củ, dựng năm 1064 ghi việc xây cổng tháp rất tốn kém và liệt kê những cống phẩm quý giá. Bia năm 1143 ghi lời dương tụng bà. Bia năm 1165 của vua Indravarman IV ghi việc dâng cúng một kim mão cho nữ thần Hagavati Thajevati. Dựa vào lời ghi này ta có thể tạm dịch là Đức Thánh Mẫu vùng Thaja, và so sánh với các bia khác, có thể đoán là người Chàm chỉ thờ thần Bhagavati như thánh mẫu của từng địa phương. Ví dụ ở Phú Yên và Ninh Thuận cũng có tháp thờ thánh mẫu của vùng đó, chứ chưa hẳn là ở mức độ toàn xứ Chiêm Thành, như tác giả Ngô Văn Doanh quyết đoán. Các bia sau cùng ở thế kỷ thứ 13 hay 14 tiếp tục ghi những vật dâng cúng Hagavati, nguồn gốc và văn hóa của người Champa. Như thế thì tháp bà có một lịch sử rất lâu đời. Nhìn ngắm những công trình xây dựng uy nghi thanh nhã, đứng chơ gan cùng tuế nguyệt hàng bao thế kỷ, không khỏi làm kẻ lãng du trượt dậy một mối hoài niệm bồi hồi cho một dân tộc suy vong. Vậy người Chàm là ai? Thực khó mà định được niên đại những giống dân cổ đã từng sinh sống ở dải Giang Sơn miền Trung và Nam Việt hiện nay. Năm 1909, người ta đào được khoảng 200 hũ cốt ở Sa Huỳnh, phía nam Đà Nẵng, và tiếp đến ở hơn 50 địa điểm khác gần đấy. Dùng phương pháp định tuổi theo phóng xạ carbon, người ta thấy là nhóm cư dân thuộc văn hóa Sa Huỳnh, từ Nghệ Tỉnh đến Bình Định hay là thời kỳ tiền Champa, biết chế tạo đồ gốm và kim khí, cùng thời với các nhóm thuộc văn hóa Đông Sơn, tức khoảng 1.500 năm trước Công Nguyên. Không chừng hai nền văn hóa này có cùng một nguồn gốc từ lâu đời, nhưng hậu duệ của văn hóa Đông Sơn đã chịu ảnh hưởng của Trung Hoa quá sớm, có lẽ do sự xâm lược chiếm đóng của nước này, và cư dân ở phía Nam lại chịu ảnh hưởng của Ấn, bằng hòa nhập qua thương mãi. Mãi đến thế kỷ thứ hai, Sử Tàu mới ghi nhận có nước Lâm ấp với giống Chàm, hậu duệ của nền văn hóa Sa Huỳnh.
cư ngụ ở đấy. Họ có lẽ là dân thuộc các hải đảo vùng Đông Nam Á, trôi dạt vào đất liền định cư và đã tiếp nhận nền văn hóa và tín ngưỡng Ấn Độ. Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Mã Hải Đảo, Malayo-Polynesian, chữ viết của họ dựa vào tiếng Bắc Phạn, Sanskrit cổ, cho mãi đến giữa thế kỷ 16, lại được canh tân với văn Phạn Ả Rập khi ảnh hưởng đạo Hồi bắt đầu lấn át các tôn giáo cũ, chữ Chàm được gọi là Tapu. Đơn cử một từ mà ta hay nói về đảo nhỏ là Pulau, nó lại bắt nguồn từ chữ Pulau, ví dụ Pulau Bizong. Văn hóa Ấn ảnh hưởng rất sớm và khá sâu đậm trên xã hội Chàm và các kiến trúc tháp cổ. Cao điểm của sự du nhập nền văn hóa này có lẽ từ cuối thế kỷ thứ 6 do sự hùng mạnh của vương quốc Srivijaya ở Java và Sumatra, và đế quốc này đã khống chế đường hàng hải huyết mạch ở vùng Đông Nam Á. Trong suốt 700 năm, từ thế kỷ thứ 7 đến 13, người Chàm thờ phụng những thần linh của đạo Bà La Môn, Yaman, trong đó nổi bậc nhất là một Phạm Thiên, Brahma, là đấng sáng tạo ra những cảnh giới. Phạm Thiên có bốn tay và bốn mặt tượng trưng cho bốn hướng, thường cưỡi con thiên nga Hamsa. Vợ của ngài là Sajavati, hai vị Nu, thần bảo bọc, thần có bốn tay mỗi tay cầm một khí cụ, thường cưỡi thần điểu Garuda. Vợ ngài là Lami, nữ thần của sắc đẹp. Ngoài ra còn có ảnh tượng của những thần khác như Ganesha, thần thông minh, Indra, thần mưa, hay thần sấm, Kama, thần tình yêu, Apsara, đoàn vũ nữ thiên giới, và Sa thần Naga, ba Shiva, hay Shiva, thần hủy diệt. Nói rõ hơn là diệt vô minh, có lúc cũng nhân ái và dâm dật. Shiva có nhiều tay, nhiều mặt và thêm một mắt ở giữa trán, thường cưỡi thần bò nan dìn. Thần có nhiều vợ, nói đúng hơn là thần thể hiện ra năng lực chuyển động dưới dạng nữ tính, Hati, trong đó phải kể đến Parvati hay Uma, thổ mẫu, và Durga hay Kali, thần chiến đấu. Theo cách thờ phượng của người Chàm, thì họ có lẽ theo phái Sata của Ấn Độ giáo, đã nâng thần Parvati lên cao cả hơn hết, trong khi phải chính thống thì chỉ cho là thứ yếu. Vào thế kỷ thứ 8 và 10, từ 758 đến 915, ảnh hưởng của Phật giáo lại thịnh hành, nhất là trong thời Hoàn Vương, một tấm bia tại Đồng Dương. Sư chính là kinh đô Indrapuja, thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ngày nay, được vua Chiêm Indravarman II dựng lên vào năm 875, đã ghi, do lòng tin vào Phật, vua đã cho dựng lên một tu viện Phật giáo và đền thờ Laminja Lokevaja và Hajaja. Cũng ở Đồng Dương, vào năm 1901, người Pháp đã đào được nhiều cổ vật, mà đặc sắc nhất là một tượng Phật bằng đồng cao hơn một thước, mang nhiều nét vẽ của tượng Phật Amaravati ở Ấn Độ. Một bia đá khác gọi là Giòn hay bia Bắc Hạ gần đèo ngang ghi năm 889, vua Indravarman II xây dựng một tu viện Phật giáo, thờ Bồ Tát Avalokiteshvara. Do đó có thể nói Phật giáo Đại Thừa đã một thời rất hưng thịnh tại Indrapuja, thành của thần Indra, đến nỗi các vua Chiêm đặt tên cho lãnh thổ này là Amaravati. Sau khi người Chàm Thiên Đô về đồ bản, cũng cùng lúc đế quốc Srivijaya bắt đầu suy vi, nhường chỗ cho các thế lực Hồi giáo phát triển, mạnh nhất là khoảng thế kỷ thứ 15 trở về sau. Vì thời ấy nước Chiêm Thành giao thương nhiều với các vương quốc vùng Indonesia và Mã Lai, là những nước bắt đầu chuyển theo Hồi giáo từ thế kỷ 13. Đế quốc Hồi giáo Malacca sau rốt sụp đổ vào cuối thế kỷ 16 do sự xuất hiện của người Tây Phương, nhất là người Bồ Đào Nha và người Hòa Lan. Theo thống kê trước năm 1975, thì 2/3 người Chàm theo Ấn Độ giáo ở miền Trung, còn 1/3 theo Hồi giáo thì ở Nam phần. Lược sử Champa, lịch sử Chiêm Thành đầy dẫy can qua chinh chiến với các lân bang từ khi lập quốc. Xem lại sử ta thấy rằng năm 111 trước công nguyên, vua Vũ Đế nhà Hán sai Lộ Bác Đức và Dương Bộc sang diệt nhà Triệu, lấy nước Nam Việt đổi lại thành Giao Chỉ Bộ và chia ra làm 9 quận, mà 3 quận phía Nam là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, bao gồm đất Bắc Việt và Bắc Trung Việt ngày nay, mở đầu thời kỳ Bắc thuộc của nước ta. Sách Khâm Định Việt sử chép rằng phía Nam quận Nhật Nam có huyện Tượng Lâm, Khò Ang Trà Kiệu, tỉnh Quảng Nam bây giờ, và năm 102 đời vua Hòa Đế nhà Đông Hán, người huyện ấy cứ hay sang cướp phá quận Nhật Nam. Đến cuối đời nhà Hán, khoảng năm 192 ở huyện Tượng Lâm, có người tên Khu Liên giết huyện lệnh đi rồi tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm ấp, Linh Gi, ấp của dân Tượng Lâm. Thực ra chữ Khu Liên không phải là tên, mà là tiếng xưng tụng như thủ lãnh. Dòng dõi Khu Liên thất truyền, nên cháu ngoại là Phạm Hùng. Ta dịch âm từ Phan Hy Ông trong sử Tàu, mà phan lại âm theo va man của tiếng Chàm, lên nối nghiệp. Ban đầu thì lãnh thổ Lâm ấp, còn gọi là Indrapuja, là vùng từ phía nam đèo ngang, cạnh sông Danh,
đến hết vùng Amaravati, Quảng Nam ngày nay, tiếp đến trở xuống là các vùng tự trị của các tiểu vương như Visaya, Bình Định, Azu, Phú Yên, Tha Gia, Khánh Hòa và Panjuranga, Bình và Ninh Thuận, có nhiều tác giả cho là lãnh thổ của Lâm ấp bấy giờ, chỉ đến đèo Hải Vân mà thôi. Điều này không đúng, bởi vì những bia ký ở thánh địa quan trọng Mỹ Sơn, Jisanahajevaja, nằm cách Đà Nẵng hiện nay về hướng Tây Nam khoảng 70 km, đã ghi là thánh địa thờ thần Hajevaja, là thần chủ Giang Sơn Tràm, do vua Lâm ấp, là Phạm Phật, Haja và Màn, trị vì từ 349 đến 361, dâng cúng. Nhiều bia đá ở Mỹ Sơn đã cho biết khá nhiều về giai đoạn lịch sử ban đầu của Lâm ấp. Theo thời gian, Phù Nam, Phù Nan, một vương quốc ở phương Nam hoàn toàn theo văn minh Ấn Độ, tồn tại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long bây giờ, đã từng chiều cúng Trung Hoa trong khoảng thời gian từ năm 253 đến năm 519, và có cảng Ốc Eo rất nhộn nhịp, mạnh dần và thôn tính Tha Gia, Khánh Hòa và Panjuranga, Bình và Ninh Thuận, còn Visaya, Bình Định thì thuộc về Lâm ấp, vùng Azu, Phú Yên trở thành vùng trái độn. Suốt thời Tam Quốc sang đến nhà Tấn, người Lâm ấp vẫn thường sang quấy nhiễu quận Nhật Nam, có khi tiến đánh đến quận Cửu Chân nữa. Năm 353 đời vua Mục Đế nhà Đông Tấn, sai quan thứ sử Giao Châu là Nguyễn Phu, đánh bại vua Lâm ấp là Phạm Vật, Haja và Man, phá hủy hơn 50 đồn lũy. Năm 399, vua Lâm ấp là Phạm Hồ Đạt, lại đánh phá đến tận Giao chỉ bị quan thái thú Đỗ Viện đánh đuổi. Năm 413 lại tái diễn, nên năm 420 con của Đỗ Viện là Đỗ Tuệ Độ phải kéo quân sang tiễu trừ tận đất Lâm ấp, từ đó người Lâm ấp mới chịu hàng phục, cống tiến Trung Hoa hàng năm. Sang đến thời loạn lạc Nam Bắc Triều ở Tàu, 420 đến 588, thì nhà Nam Tống cai trị đất Giao Châu. Năm 433 vua Lâm ấp Phạm Dương Mại cho sứ sang Tàu xin làm chủ đất Giao Châu, vua Tống không thuận, nên quân Lâm ấp luôn sang quấy phá Nhật Nam và Cửu Chân. Vua Tống sai quan thứ sử Đàn Hòa Chí đem quân sang đánh Lâm ấp, tàn phá kinh đô Trà Kiệu, Đồng Dương, Quảng Nam bây giờ và lấy được vô số vàng bạc châu báu. Sử chép Đàn Hòa Chí thu được một tượng bằng vàng nặng đến nổi mấy người khuân không xuể. Cuối thế kỷ thứ năm, ảnh hưởng của Lâm ấp mở rộng về phía tây đến Nam Lào, Champa Sa, nhưng đầu thế kỷ thứ sáu thì vùng này lọt vào tay người Khmer, Chân Lạp, lãnh thổ Lâm ấp bành trướng đến đèo Cù Mông, Phú Yên. Người ta đã tìm thấy tấm bia Vát Loang Ca Au gần chùa Vát, Champa Sa, Nam Lào, cho biết là vào thế kỷ thứ 5, biên giới Chiêm Thành mở rộng đến bờ sông Mekong. Vào giữa thế kỷ thứ 6, nước Phù Nam lại bị người Khmer thôn tính, trở thành Thủy Chân Lạp. Vị vua cuối của Phù Nam được Sử Tàu nhắc đến là khoảng năm 550. Nước Chân Lạp, Chen La hay Hèn La, được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5, mà truyền thuyết thần thoại theo văn minh Ấn kể rằng thần Siva kết hợp đạo sĩ Bu và Jam Hu và ở xứ Bu Gia Gia, nên mới có chữ Puchea hay Cambodia bây giờ, với tên nữ của đại hồ tên là Mera, từ đó có giống Khmer, do hai chữ Bu và Mera ghép lại. Năm 539 đến 577, dưới triều vua Duja Vaman, khu Mỹ Sơn lại bị đốt phá, và đã được vua Jam Hu Vaman, mất năm 629, trùng tu lại. Đến đời nhà Tùy, năm 602 vua sai tướng Lưu Phương kéo quân sang Giao Châu, dẹp cuộc nổi dậy của Lý Phật Tử. Sau khi bình định xong, Lưu Phương tiến xuống đánh Lâm ấp để cướp của. Vua Lâm ấp là Phạm Chí, Cam Hù và Man, thất trận chạy thoát. Sau khi Lưu Phương vào kinh đô Trà Kiệu, gom góp được vô số của cải, đã lấy đi 18 tấm miếu chủ đúc bằng vàng. Lâm ấp từ đấy lại xin triều cống như cũ. Đến đời nhà Đường có 3 sự kiện đáng ghi là: một, vào đời Thái Tông, nước Lâm ấp đổi quốc hiệu là Hoàn Vương. Cụ Trần Trọng Kim chép trong Việt Nam Sử Lược trang 60, đến quãng năm trinh quan đời vua Thái Tông nhà Đường, tức khoảng từ năm 627 đến 630, vua Lâm ấp là Phạm Đầu Lê mất, con là Phạm Trấn Long cũng bị người giết. Người trong nước lập một người con của bà cô Phạm Đầu Lê, tên là Chư Cắt Địa. Vijayanta Vaman một lên làm vua, Chư Cắt Địa đổi quốc hiệu là Hoàn Vương Quốc. Họ Chư lại kéo quân sang đánh Giao Châu và chiếm giữ Châu Hoan và Châu Ái. Nhưng có tác giả lại viết là từ năm 758, Sử Trung Hoa không còn gọi nước này là Lâm ấp mà đổi tên gọi là nước Hoàn Vương, Hoàng. Dựa vào các bia đá ở Mỹ Sơn, thì năm 758 là triều vua Vijayanta Vaman II kế vị. Vijayanta Vaman II là thái tử Jagasahama, con của một hoàng thân Chàm, tên là Jagahama, đã sang Chân Lạp cưới công chúa Kani, con của vua Ikana Vaman.
Về sau chính vua Chàm ở phía bắc Vijayantavarman II này, của bộ tộc Dừa, Nagikelavamsa, đã thôn tính vùng Tha Gia, Khánh Hòa, của các tiểu vương Chàm ở phía nam, của bộ tộc Cao, Jamukavamsa. Như thế thì chưa rõ thuyết nào đúng về niên đại của sự đổi tên Hoàn Vương Quốc. 2 năm 679, vua Đường Cao Tông, phụ chú, là ông vua yếu đuối đa tình đã tằng tịu với Võ Tắc Thiên, cung tần của vua cha và đã đưa bà lên ngôi hoàng hậu. Vào năm này, Cao Tông đã ngã bệnh liệt giường, có lẽ bởi tai biến mạch máu não, do chấn động sau cái chết đột ngột của Thái tử Lý Hoàng. Mọi việc triều chính đều do Võ Hậu quyết định cả, và người ta nghi chính Võ Hậu đã đầu độc con trai trưởng của mình, bởi vì sợ vai trò của bà bị đe dọa, ra lệnh chia đất giao chỉ bộ ra làm 12 châu, và đặt chức An Nam Đô Hộ Phủ, và từ đó có tên An Nam. Ba nạn giặc biển từ Java và Sumatra, mà sử chép là năm 767 có quân Côn Lôn và quân Đồ Bà từ hải đảo kéo vào cướp phá đất giao châu. Quan kinh lược sứ Trương Bá Nghi, Trang Po Di, cho đắp La Thành để chống giữ. Thành Đại La về sau trở nên thành Thăng Long. Thực ra quân hải đảo là lực lượng hải thuyền của một vương quốc hùng mạnh Srivijaya ở Sumatra lúc bấy giờ, đã từng khống chế đường hàng hải huyết mạch ở vùng Đông Nam Á trong suốt 700 năm. Từ thế kỷ thứ 7 đến 13, quân này không những đánh phá riêng giao châu, mà liên tục tàn hại dân Chàm ở ven biển như É Ất Gian, Nha Trang ngày nay, năm 774 và Ban Gia, Phan Gia ngày nay, vào năm 787. Một bia ký ở tháp Bà còn ghi lại nổi kinh hoàng này của năm 774. Nếu giả thử quân của đế quốc Srivijaya chiếm đóng thành công vùng duyên hải Đông Dương, thì lịch sử khu vực này đã chắc không như bây giờ. Vào đầu thế kỷ thứ 9, năm 802, vua Hoàn Vương là Hajivaman I lại đem thủy quân lên đánh phá một số tỉnh Trung Hoa, và liên tiếp các năm 803 và 806 còn kéo quân xâm lấn giao châu để trừng phạt. Năm 808, quan đồ hộ giao châu là Trương Chu đem binh thuyền vào tàn sát dân quân Chàm, làm cho vua Hoàn Vương phải rời kinh đô xuống vùng Bằng An ngày nay còn gọi là Vệ Thành, thuộc xã Thăng Bình, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, mà vết tích thành cũ này không còn nữa theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí. Để tránh áp lực từ phương Bắc, các vua Chàm Satyavarman và Hajavarman II bành trướng lãnh thổ dần về phía Nam và phía Tây, thâu gồm Ban Du Gia Nga, Ninh và Bình Thuận, và vùng Tây Nguyên thành một vương quốc mới được gọi là Chiêm Thành, Champa Puja, Champa, Hoa Sứ, Puja, Thành, hay Quốc Gia. Trong thời kỳ này, việc bang giao giữa Hoàn Vương và Chân Lạp trở nên căng thẳng và đưa đến cuộc tương tranh tàn phá lẫn nhau trong khoảng hai thế kỷ, khởi đầu vào năm 810. Không rõ vì lý do gì tướng Chiêm Sena Batipa đem quân tấn công Chân Lạp, mà bia ký ở tháp Bà Ponaga còn ghi chiến tích. Năm 877 dưới đời vua Indravarman II, Chiêm Thành lại xin triều cống Trung Quốc như xưa. Những bia đá ở đền Cốc Clo ở trong thung lũng Bla, trên miền cao nguyên gần Kon Tum đề năm 914, ghi việc một tộc trưởng là Mahindravarman xây dựng tháp thờ Bồ Tát Mahindralokevasa. Thời kỳ này sự giao hảo giữa Chiêm Thành và đế quốc Srivijaya rất là mật thiết. Một bia đá ở Nhan Biểu, thuộc tỉnh Quảng Trị, ghi chuyện một vị hoàng thân tên là Jajavaja đã dựng hai ngôi tháp vào các năm 908 và 911 và đã hai lần đi hành hương thánh tích Phật ở Java Vijapuja, tức Java ngày nay. Năm 950, Chân Lạp dưới quyền vua Jajendravarman sang đánh phá vùng Tha Gia, Khánh Hòa của Chiêm Thành vào thời vua Indravarman III, và đã cướp đi tượng bà bằng vàng do nhà vua dựng lên ở Ponaga vào năm 918. Nhưng bia ký của Chân Lạp tại Prezuk lại ghi rõ hơn là thành Tha Gia bị phá hủy san bằng, vua Chiêm bị bắt và sau khi bị hành hạ đã bị tế sống cho thần Hajivayamhu trên bờ sông Vinupaji. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đổi tên nước ta là Đại Cô Việt, sau khi An Nam giành dược độc lập với Ngô Quyền, xưng vương tại Giao Châu năm 939. Năm 979, Lê Hoàn kế vị xưng là Đại Hành Hoàng đế, sai Từ Mục và Ngô Tử Canh đi sứ sang Chiêm Thành giao hảo. Vua Chiêm là Pajamevajavarman I, vốn liên kết với một trong 12 sứ quân thời hậu Ngô Quyền, nhưng bất thành, đang đóng đô tại Indrapuja, Đồng Dương, Quảng Nam, gần thánh địa Mỹ Sơn, bắt giam sứ giả. Năm 982 sau khi đuổi quân Tống, Lê Đại Hành bèn thân chinh đem quân đánh trừng phạt Chiêm, vua Chiêm bị giết ngay trong trận. Vua Lê tiến vào kinh đô, đốt phá đền đài và lấy được rất nhiều của cải rồi rút về. Từ năm 983 kẻ kế vị ngôi Chiêm là Lưu Kỳ Tông, xin triều cống vua Lê và chịu làm chư hầu. Để tránh áp lực ngày càng lớn của nước Đại Cồ Việt mới tự cường,
nên năm 1000, vua Chiêm Thành Jihajiva Mazeva một năm sau khi lên ngôi, đã rời đô từ Indrapura, Đồng Dương, Quảng Nam, xuống Vijaya, có nghĩa là chiến thắng, mà ta âm là đồ bản hay trà bản, ở vùng Bình Định ngày nay. Từ đó các bia ký ở Mỹ Sơn gọi các vua mới là vua của Vijaya hay Vijayasvi, và vua Jihajiva Mazeva sau khi qua đời đã được thần hóa là Yangpuku. Năm 1068, vua Chiêm là Yuzavamanba, chế củ, kế vị vua Hajivaman II, đem quân xâm lấn đất Việt ở phía Bắc. Bấy giờ vua Lý Thánh Tông, người đã rời đô về thành Đại La, cải danh là Thăng Long Thành, và đổi quốc hiệu ra Đại Việt, khi mới lên ngôi, đã quyết định thân chinh xuống đánh đồ bàn năm 1069, bắt và giải chế củ về Thăng Long. Để đổi lấy tự do, chế củ xin dâng đất ba châu phía Bắc Chiêm Thành, là Bố Chánh, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình, Địa Lý, Trung và Nam Quảng Bình, và Ma Linh, Bắc Quảng Trị. Đến năm 1074, Hoàng Thân Than lên ngôi xưng là Hajivaman IV. 1074 đến 1080, nước Chiêm Thành hưng thịnh trở lại và vua Hajivaman IV cho trùng tu khu thánh địa Mỹ Sơn. Sau khi hòa hoãn với Đại Việt, vua Hajivaman IV xua quân đánh Lục Chân Lạp, chiếm Sambo, Bắc Ôm Penh và Đông Hồ Tun Sáp, giết vua Hajivamanba, tàn phá kinh thành Somevaza, Angkor, bắt nhiều người Chân Lạp làm tù binh. Năm 1145, vua Suvaman II của Chân Lạp phục thù, đánh Chiêm Thành chiếm đồ bàn, tàn phá khu thánh địa Mỹ Sơn. Mãi đến năm 1149 vua Chiêm mới đuổi được quân xâm lược. Khi tu bổ Mỹ Sơn, vua Hajivaman IV cho dựng bia đá ghi lại cuộc tàn phá thánh địa này. Năm 1166, vua Indravaman IV, một vị vua Chiêm Thành rất anh dũng lại xua đại quân xâm lăng Chân Lạp, cướp được nhiều của cải. Sử miên còn ghi dài vua Indravaman IV, vua Chàm, có tính tự phụ như Vana, đã vận chuyển quân trên những chiến xa, tiến đánh xứ Kaamrbu. 10 năm sau, năm 1177, Indravaman IV lại gửi thủy quân xuống phía nam, vào cửa sông Cửu Long, tiến ngược dòng lên đánh thành Angkor, tàn phá kinh đô, giết vua Chihuvanajivaman và chiếm đóng Chân Lạp. Sau trận này vua Chiêm cũng thu đoạt được vô số châu báu, vì thế vua Indravaman IV đã dâng cúng nhiều vàng bạc cho các ngôi tháp ở Mỹ Sơn. Mãi đến năm 1181, Hoàng Thái tử Chân Lạp mới đẩy lui được quân Chiêm Thành và lên ngôi vua là Jayavarman VII nuôi chí phục thù. Năm 1190, vua Chân Lạp Jayavarman VII sai các tướng đem một hoàng thân Chiêm lưu vong tên là Vinanjana về đánh Chiêm Thành, chiếm đóng đồ bàn và cướp hết các linh tượng, bắt và giải vua Indravaman về Chân Lạp, chia nước Chiêm Thành làm hai chư hầu, tiểu quốc Vijaya. Đồ bàn do người em vợ của vua Chân Lạp cai trị với vương hiệu là Suvamajeva, và tiểu quốc Panjajanga, Phan Giang, do một hoàng thân Chiêm Vinanjana cai trị, nhưng tùy thuộc vào Chân Lạp. Không lâu sau, một hoàng thân Chiêm tên là Jasupati nổi lên đánh đuổi quân Chân Lạp, lên ngôi là Indravamajeva ở Vijaya nhưng lại không tồn tại lâu, và bị quân Chân Lạp quay lại bắt giết vào năm 1192. Vua Suvamajeva được tái lập, nhưng lại quay ra không phục tùng Chân Lạp, mà bang giao với Đại Việt và Trung Quốc. Vua Chân Lạp Jayavarman VII liền tấn công Chiêm Thành trong các năm 1192 và 1193 nhưng đều thất bại. Mãi đến năm 1203, vua Chân Lạp mới chiếm được Vijaya và biến Chiêm Thành thành một lãnh địa của Chân Lạp. Nhưng sau khi Jayavarman VII chết, quân Chân Lạp phải rút quân và Chiêm Thành mới giành lại được độc lập năm 1220 dưới thời vua Pajamevajavarman II, khi Chân Lạp bận rộn đối phó với những cuộc xâm lăng của Xiêm La. Từ đó chấm dứt cuộc tương tranh giữa Chiêm Thành và Chân Lạp đã kéo dài 32 năm. Vì cứ can qua chiến tranh liên tục, nên Chiêm Thành trở nên suy yếu. Khi vua nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt, Kubilai, sai tướng Toa Đô, So Ga Tu, cầm thủy quân xuống đánh Chiêm Thành năm 1282, quân Chiêm chống cự không nổi, nên quân Nguyên vào thị nại, tàn phá kinh đô đồ bản, và chiếm đóng nước Chiêm trong vòng 5 năm. Chiêm vương Indravaman V cùng thái tử Bổ Đích, Hajidit, thoát lên vùng cao nguyên và cầu cứu Đại Việt. Vua Trần Nhân Tông gửi 2 vạn quân và 500 chiến thuyền sang giúp. Đến khi quân Việt đánh bại được quân Mông năm 1287, cũng giải phóng luôn nước Chiêm, nên năm 1307 tân vương Simhavaman III, chế Mân, tặng vua Trần Anh Tôn 2 châu Âu và Lý, để làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trần. Vua Chế Mân cũng xây dựng thêm nhiều ngôi tháp thờ phượng thần linh ở vùng Mỹ Sơn. 3 năm sau khi Chế Mân mất, vua Chế Bồng Nga,
Bobinger từng nuôi chí phục thù, nên năm 1370 đã kéo quân thủy bộ đánh phá vào tận kinh đô Thăng Long, nhưng đến năm 1382 lại bị từ trận. Tuy vậy, các vua Chiêm kế tiếp vẫn luôn gây chiến với nước Việt. Vào thời kỳ này, lãnh thổ Chiêm Thành khá rộng. Lãnh thổ Chiêm Thành trải dài từ các bình nguyên duyên hải nhỏ hẹp cho đến vùng rừng núi Trường Sơn cũng như các cao nguyên Nam Trung phần ngày nay. Người Chiêm Thành không chỉ là người Chàm ở duyên hải là đa số, mà còn gồm những nhóm dân thiểu số khác như giống Gia Rai, Ha Re, Chu Du, Rackline, Tieng hiện vẫn còn sinh sống ở vùng Tây Nguyên, mà những câu tục ngữ vẫn còn lưu truyền như Chăm anh, Rackline em, hoặc Chăm với Rackline như hai anh em ruột. Ngoài ra, lịch sử Chàm còn cho thấy đầu thế kỷ 14, quốc vương Giai Asimhavamanba chế mân xây đền Giang Rong ở lưu vực sông Se San, đền Giang Mun gần Treo Reo ở lưu vực sông Ba và đền Phú Thọ gần Pleiku, được xây dựng vào cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Vua Po Do Me, mà bia ở tháp thờ tại Ninh Thuận ghi là Pa Gia Me, là người sắc tộc Chu Du, trị vì Chiêm Thành từ 1627 đến 1651, mở đầu một triều đại gồm 14 quốc vương kéo dài cho đến 1786. Năm 1402, Hồ Quý Ly xâm lăng Chiêm Thành, ép vua Cam Ba Hy Gia Gia, Ba Đích lại, nhường đất Inza Puja, Chiêm Động hay Đống Dương, Phủ Thăng Binh, Quảng Nam và đất Amazavati, Cổ Lụy, Quảng Nghĩa, rồi cải thành bốn châu là Thăng, Hoa, Tư và Nghĩa, đặt quan An Phủ Sứ cai trị, và di dân vào Khai Khẩn. Khi quân Minh xâm lăng nước ta năm 1407, Chiêm Vương liền đánh chiếm lại vùng đất đã nhường 5 năm trước. Đến thời Hậu Lê, dưới đời Nhân Tông vì vua Chiêm là Maha Bì Cái, Maha Vijaya, gây hấn đánh Hóa Châu năm 1444, nên 2 năm sau các tướng Lê Thụ và Lê Khả cầm quân đánh phá Đồ Bàn, bắt Bì Cái, đưa người khác lên thay, rồi rút quân về. Đến đời Thánh Tông, vua mới của Chiêm Thành là Trà Toàn, lại xua quân hai lần xâm lấn Hóa Châu. Vào những năm 1468 và 1469, vua Thánh Tông phải thân chinh kéo quân đánh dẹp và chiếm Đồ Bàn năm 1471, bắt giải Trà Toàn về giam ở Thăng Long. Vua Lê lấy vùng Amazati, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Vijaya, Bình Định, đặt thành Quảng Nam Thừa Tuyên Đạo, lấy đèo Cù Mông làm ranh giới, và chia phần đất Chiêm Thành còn lại làm ba nước nhỏ là Hóa Anh, Phú Yên, Khánh Hòa, Chiêm Thành, chỉ còn lại từ Phú Yên đến Mũi Kê Gà, Phan Giang, Bình Thuận, và Nam Phàn, Gia Lai, Kon Tum, Gia Lát. Theo những tài liệu Mã Lai, khi Chiêm Thành bị Lê Thánh Tông tấn công năm 1471, một số quan chức triều đình Chiêm Thành bị bắt, một số bỏ trốn qua Chân Lạp, Mã Lai tị nạn. Vào thế kỷ thứ 16, người Chiêm Thành thường buôn bán với người Bồ Đào Nha ở Macao, Trung Hoa. Người Bồ Đào Nha hay ghé đến vùng Banju Ranga, Cam Ranh và Phan Giang ngày nay, và tài liệu của người Bồ Đào Nha đã ghi nhận sự hiện diện của thương thuyền Chiêm Thành ở cửa khẩu sông Ma E Nam, Me Nam, là cửa khẩu chính của nền ngoại thương Xiêm La. Qua thế kỷ thứ 17, thời Chúa Nguyễn, năm 1611, nhân các bộ tộc người Chàm liên kết lại cùng đánh phá vùng biên giới phía Nam, Nguyễn Hoàng sai chủ sự Văn Phong đem quân vượt đèo Cù Mông, tiến chiếm vùng Phú Yên ngày nay, giữa Vijaya và Tha Gia, đổi thành hai huyện Đồng Xuân và Tuyên Hóa. Sau đó không lâu, vì thấy thuyền bè các nước Tây Phương như Bồ Đào Nha và Hòa Lan đang lân la đến các hải cảng của Chiêm Thành, Sãi Vương Nguyễn Phúc Chu rất lo ngại, nên năm 1631 đã gả người con gái thứ ba là Nguyễn Phúc Ngọc Khoa cho vua Chiêm là Po Do Me để tạo sự hòa hiếu với Chiêm Thành. Sau năm 1639, thì cuộc giao thương giữa Chiêm Thành và người Bồ Đào Nha hầu như chấm dứt và người Chàm quay sang buôn bán với người Hòa Lan. Sau khi người Hòa Lan làm chủ Malacca vào năm 1641 và làm chủ con đường buôn bán hồ tiêu qua eo biển Malacca, năm 1653, vua Chiêm là Bà Thấm, vốn là hậu duệ của hoàng gia Chân Lạp, đem quân đánh phá Phú Yên nên chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần bèn sai cai cơ Hùng Lộc vượt đèo cả sang trừng trị. Bà Thấm thất trận dâng thư xin hàng, chúa Hiền lấy hẳn vùng Tha Gia, lập thành phủ Thái Ninh, sau đổi thành phủ Diên Khánh, trong đó có thánh tích Chiêm là Po Naga, Tháp Bà, Nha Trang ngày nay. Chiêm Thành chỉ còn lại vùng Banju Ranga phía nam sông Phan Giang. Khi rút về vùng Banju Ranga, người Chàm tiếp tục lập thờ thánh mẫu Po Naga ở một ngôi đền nhỏ ở làng Hữu Đức, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận ngày nay. Khoảng thời gian từ 1675 đến 1685, theo sử liệu của Thái Lan, đã cho biết một người anh em của quốc vương Chiêm Thành đến viếng triều đình Xiêm La, có lẽ để cầu viện. Và năm 1680,
vua Chiêm còn gửi hai phái bộ đến Batavia, tức Jakarta, Indonesia ngày nay, để liên lạc ngoại giao. Năm 1692, vua mới là bà Chanh tự bỏ lệ triều cống, chúa Minh Nguyễn Phúc Chu Sai, Nguyễn Hữu Cảnh, hai tính kéo quân xuống hỏi tội và đánh bắt được bà Chanh, và giải về Phú Xuân. Chúa Nguyễn lấy đất Chiêm Thành còn lại đặt ra Thuận Phủ, năm sau lại đổi ra Thuận Thành Trấn. Đến năm 1697, chúa Nguyễn đặt ra Phủ Bình Thuận, lấy đất Phan Lang, Phan Lý làm huyện Yên Phúc và huyện Hòa Đa. Từ đó nước Chiêm Thành mất hẳn, tuy vậy chúa Nguyễn vẫn cho người Chiêm còn lại được tự trị một vùng đất ở Bình Thuận, cho mãi đến năm 1832, khi vua Minh Mạng ra lệnh bãi bỏ vùng tự trị. Người Chạm nổi dậy chống đối, nhưng hai cuộc khởi nghĩa do Ca Tiếp Xu Mát lãnh đạo, từ 1833 đến 1834 và Cha Tha Va cầm đầu từ 1834 đến 1835, đều bị quan quân dẹp yên nhanh chóng. Trước kia những người Chạm theo Hồi giáo di tản sang định cư ở Aju, Bắc Bangkok, Simla, đã tham gia vào một âm mưu lật đổ quốc vương Simla và thay thế bằng người em của ông ta. Vì thế triều đình Simla cho phép những người Chạm tị nạn về sau, đến định cư ở vùng Bangkok. Con cháu những người này hiện vẫn sống tại đó. Tuy nước Chiêm Thành đã bị xóa, nhưng cuộc nam tiến của dân Việt vẫn tiếp tục cho mãi đến năm 1714 sau khi thôn tính luôn vùng Thủy Chân Lạp. Lời kết, tóm lại, Tháp Bà Nha Trang là chứng tích lịch sử tương đối còn nguyên vẹn, nằm cạnh sông É Ất Gian thuộc vùng Tha Gia của nước Chiêm Thành xưa. Dân tộc Chàm lập quốc rất sớm và kéo dài hơn 15 thế kỷ, từ năm 192 Tây Lịch cho đến lúc vong quốc vào năm 1697, với nhiều quốc hiệu từ Lâm Ấp đến Hoàn Vương và sau cùng là Chiêm Thành. Người Chàm đã có một nền văn hóa khá rực rỡ, nhưng vì cứ mãi lâm vào vòng chinh chiến nên kiệt quệ dần. Riêng vùng Tha Gia đã bị chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần sáp nhập vào đất Việt vào năm 1653. Với ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Ấn Độ, khu Tháp Bà ban đầu được người Chàm xây dựng để thờ các vị thần Rama, Vinu và Shiva của Ấn Độ giáo, nhưng họ lại đặc biệt tôn thờ các thần Parvati hay Uma là những biến tướng nữ của thần Shiva, được xưng tụng là Ponaga, thánh mẫu để cầu mong bà che chở cho dân tộc Chàm. Đến khi người Việt làm chủ vùng này thì bà được Việt hóa thành thiên Iana, ngẫm cũng bồi hồi cho thế sự. Thần linh cao cả rốt lại cũng không bảo vệ được cho một dân tộc luôn tôn thờ cầu khẩn khỏi bị diệt vong. Rồi một khi nước mất nhà tan, tín đồ phát tán để thần linh ở lại bơ vơ với kẻ lạ, cả tên cũng bị đổi. Thương thay, Sito, mùa thu 2000, bổ sung 2004. Rừng hoang vu vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù, ngàn gió dù muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù, vạc kiêu xương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cương. Đàng đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về, rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo, ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân âm thầm hòa bài hận vòng quân ca. Người xưa đâu mà tháp thiên cao đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu, đồ bàn miền trung đường về đây bao nhiêu loàn thăm chưa phai dấu, sương trắng sâu vùi khí hờn căm khó tan. Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sông xa xa tắm, mơ bóng chim thuyền chế bồng nga vượt khơi.
về kinh đô. Ngàn thất bại uy hiếp quân giặc thù, triền sóng xô muôn lớp quân chiêm tiến như tràn bờ. Tiết liên hoa nhặt tấu ban trên sứ thiên đồ ban, dạ yên ban cùng nữ dân lên khúc ca về cha. Người xưa trăng rừng xanh xanh một màu, đồ ban miền trung đường về đây bao nhiêu loạn thăm chưa phai dấu, xương trắng sau vui khí hơn căm ó tàn. Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sông xa xa tắm, mơ bóng chim thuyền chế bồng ngà vượt khơi về kinh đô. Ngàn thất hiếp quân giặc thù, triền sóng xô muôn lớp quân chiêm tiến như tràn bờ. Tiết liên hoa nhặt tấu ban trên sứ thiên đồ ban, dạ yên ban cùng nữ dân lên khúc ca về cha. Một thời oanh liệt người dân nước chiêm lưng ghi chiến công vạn khắp non sông, mộng kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa mồ đắp cao hay đã sâu thành hào, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Người xưa ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân
âm thầm hòa bài hận vong quốc ta. Người xưa đâu mà thắp nguyên cao đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Đồ bàn nguyện chúng đứng về đây mau như loang thắm chưa phai dấu, xương trắng sau vui khí hồn cầm khó tàn. Khi ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tấp, mơ bóng chiến thuyền ghế bồng ngà vượt khơi về kinh đô. Ngàn cốt voi uy hiếp quân giặc thù, chiến sóng sô muôn lớp quân chim tiến như tràn bồ. Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên sứ thiên đồ bàn, dạ yên ban cung nữ dâng lên khúc ca về tràn. Một thời oanh liệt người dân tin, lưng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao này đã sâu thành hào, lâu các đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Chiến sóng xô muôn lớp quân chim tiên như tràn bầu. Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên sứ thiên đồ bàn, dạ yên ban cung nữ dâng lên khúc ca về tràn. Một thời oanh liệt người dân tin, linh ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao này đã sâu thành hào, lâu các đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Người xưa đâu, người xưa đâu, người xưa đâu, người xưa đâu, người xưa đâu. Kêu dương buồn nhắc đây bao lúc xưa
hoang vắng treo leo, ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hân phong quốc ca. Người xưa đâu mà thác thiên cao đứng như buồn rầu, lầu các đầu xanh một màu, đồ bàn miền Trung đường về đây màu như loang thăm chứ phai dấu, xương trắng sâu vùi khi hờn tâm khó tàng. Phía ngoài trùng tương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sông xa xa tấp, mơ bóng chim thành chế bồng ngà vừa khơi về kinh đô. Voi uy hiếp quân giặc thù, chiến sóng xô muôn lớp quân chim tín như tràn bờ. Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ tiên đồ vàng, già yên vàng ca về chàng. Một thời oanh liệt người dân nước chim, lừng ghi chiến công vang khắp non sông, mong kia dấu tan cuốn theo thời gian, những hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao đã sâu thành hào, lầu các đầu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu.